Oh, xin chào nhà nha, đây em lên con đầu tiên nhé nha. Một em đồng hồ Salvatore Mara Italy nha, kỷ niệm 10 năm vậy nè. Hàng của Ý cả nhà. Đó, hộp của nó hộp trong và hộp ngoài nè, nguyên hộp. Đây, giá táp của nó là 215.000 yên nha. Tương đương với 40 mấy triệu. Đây, đó. Đồng hồ automatic còn nguyên táp luôn, còn nguyên tem đáy luôn nha, đúng là như là chưa qua sử dụng luôn, hàng trưng bày cả nhà. Đó, lắc nhẹ là chạy nha. Thì con này nó là 7 kim cả nhà, 7 kim niền băm automatic, có tay size 43 nha, càng của nó là 51. Dây thép đúc hai, có khóa gài nữa nè, đáy là đáy xoáy nha, đằng sau lộ máy, có tay. Rồi mình bấm nút ở trên 2 giờ là qua thứ, nút ở dưới này qua tháng nữa nha, ở trên này thì mình rút ra một nút dặn qua ngày, còn cái nút này là để ấn nhanh qua gì nè, 2468 đó. Thì con này em bán là 218 nha, 2.180.000 bao ship mới ken luôn đó cả nhà, thấy không, sợi dây nè, dây dài cực kỳ luôn, tại vì em có coi qua rồi, rất là dài nha, đeo chân được luôn. Rồi nguyên hộp nha, nguyên hộp sổ sách rồi đầy đủ luôn đó, giấy bảo hành các kiểu, không thiếu thứ gì. Rồi thôi qua nhanh nha, này hàng về cũng tương đối bao la. Rồi một em cũng Salvatore Mara Italy nha, full vàng rồi đó nhà luôn, mặt đa giác nha, hai con đây cả nhà ơi, đó rất là đẹp luôn. Salvatore Mara, mặt của nó đa giác nha, hàng của Ý nha, full vàng nha, cọc số La Mã, chạy cơ chế 6 kim bấm thể thao. Đó, niền trong là 12 tháng đó nha, hai nút bấm nó ẩn nè, nút vuông 6 kim bấm thể thao nha, size của nó là 41.6 cho 42 luôn. Rồi em bán con này là 1.180.000 bao ship nha. Đây đằng sau nó đây, đáy xoáy nha, giáp ban mô thép đúc. Rồi để coi có dạ quang không nha. Đây cái nhà, dạ quang La Mã nha. Dạ quang La Mã cực kỳ hiếm luôn. Bình thường dạ quang học trò, dạ quang cọc số này kia thôi. Có dây thép đúc khóa bướm nha. Còn nguyên siêu nè, 118 bao ship full box nha, cũng đầy đủ luôn. Rồi sẵn lên con này luôn, hộp xịn luôn, con này hộp cực kỳ xịn, hộp bằng thiết nha, hộp trong hộp ngoài nữa, tùm lum, từ Nhật về kỳ công như vậy là cũng này, cái mã số thôi, Angel Clover nha, con này là full đá cho nhà luôn, chỉ có mấy cái nút dưới đáy bằng thép không rỉ thôi, còn lại là full đá nha, niền đá ở trong có hình đầu lâu nha, con này em bán 128 nha, nguyên hộp dây bằng đá luôn nè, khóa thì bằng thép không rỉ, thép khóa vàng luôn, nó có ghi mà, chất liệu nè, ceramic và stainless steel nha, con này chạy cơ chế 6 kim size 41, càng của nó 50 tay 16 thoải mái luôn, bấm giờ thể thao đó, bấm giờ thể thao nè, dừng reset nè, núm cổ chai luôn nha, kính trong gờ không biết phải sapphire không đó. 128 bao ship nha, dây thì dài, dây đeo chân luôn, khóa bấm nè, ấn rồi nè. Rồi
Em qua con khác nữa nha, đầy đủ luôn, sổ sách nè. Cái hộp này thôi bán cũng được 200-300 thôi nha. Rồi. Rồi, em lên tiếp một con full box cho cái nhà nha. Cũng là hàng của Ý luôn. Hộp, nắp của nó nè. Bolit cảnh sát nha, hàng của Ý. Sổ sách rồi còn hai mắt dây đầy đủ nha. Con này em bán cho cái nhà là 1.350.000 bao ship nha. Niền của nó bằng đá nha, niền đá. Size của nó 44 luôn. Và càng của nó 48 tay 16 được luôn nha. Dây là thép không rỉ. Đáy xoáy. Lịch là thứ ngày, lịch cười luôn. Đó, bolit cảnh sát. Còn đây là dạ quang nha. 1.350 bao ship, rất là đẹp. Dây bình thường đã 20 đổ về rồi, cộng thêm hai mắt dây nữa nha, full mắt luôn. Có sổ sách nguyên hộp luôn. 1.350 bao ship, dạ quang sáng. Cọc số rồi nung xanh nè. Niền đá, dây thép không rỉ, khóa bấm. Rồi em qua con khác nha. Rồi em qua chỗ nhà một con test nốt đi, test nốt sawit nha. Sawit ở đây là thụy sĩ cả nhà, mặt nó hai hai lòng nè, niền xoay nha, dây nè. Đó, con này em bán cho cả nhà là 1.080.000 bao ship nha. Size là 40, càng là 48, tay 16 thoải mái, dây thép đúc, dây dài luôn, đáy xoáy, test nốt sawit nha cả nhà. Trong nước 100 nấm cổ chai luôn. Nấm cổ chai luôn nha cả nhà. Dạ quang sáng, mặt xanh. Mặt xanh là xanh tím, dây đề mi vàng, dây thép đúc nha. Dạ quang nè. Dây nè, ôi rồi quá dài à. Dây 20 nè. 1.080.000 bao ship luôn. Bình thường mấy con này lúc trước em bán 1.200.000 không có nhà mà không có mà bán luôn. Đây về được con rẻ em để cả nhà luôn. Rồi tiếp theo một con đồng hồ Casio nè cả nhà. Rất rất đẹp luôn. Dây nè. Con này em bán cho cả nhà là 830 bao ship nha. Khóa bấm Casio, hình như con này là size 40, con này trước giờ em bán cũng rất là nhiều rồi. 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha, dạ quang sáng, mặt xanh phong thủy, đằng sau là đáy xoáy, chống nước 100 m, dây nè đề mi nha, dây 19 luôn, khóa bấm nè, dây 19 nha, dạ quang sáng luôn. Dạ quang sáng nha. Rồi em quan khác nha, có 830 thôi. Lên tiếp cho nhà một con độc lạ luôn, bolit nha, bolit hãng của Ý. Hồi nãy em lên lên một con nữa rồi đó, thì con này là kim choi, chạy máy là máy Seiko nha, 7 kim có báo thức luôn đó. Đây kim choi nha, dây thép đúc, khóa bấm, niền xoay, niền xoay tính vận tốc nha, tahymeter nè. Size con này là 44, càng của nó là 47 nha, kim choi đó nha, len ken luôn nha, dây nè, kính nè, niền còn rất là đẹp nha. Dừng reset. Rồi bây giờ em thử test cho cả nhà báo thức nha, rút rút ra một nấc nè, ấn nè, rồi em mới chỉnh nó lên xíu, 1-2 phút nữa coi nó báo thức không nha cả nhà. Trong lúc chờ đợi thì em sẽ lên cả nhà một con độc lạ của ngày hôm nay đi, Seiko Automatic mặt sau thổ nha, size của nó là 45, niền xoay.
cực ngầu luôn. Mã này là 258 nha, hàng new chưa qua sử dụng, bảo hành có nhà 1 năm luôn. Máy Seco NH35A 24 chân kính nha. Đó, có tay rồi, phải nấm cổ chai, nấm cổ chai luôn. Đó, nấm cổ chai dạ quang là full mặt luôn nha. Là hacking stop nè, ứng vô chạy nè, lên code nè, hacking stop nè, rút ra hai nấc nè, ứng vô nè. Mặt là full dạ quang nha, cọc số rất là sáng, mặt cũng dạ quang luôn. Niềng xoay rất là ngầu. Rất là cá tính và mạnh mẽ nha. 258 nha, bảo hành 1 năm luôn. Đó bật nè. Báo thức nè cả nhà. Chuông của nó nè. Rồi mình không muốn báo thức nữa, ấn vô. Đó, mình muốn báo thức thì mình rút ra một nấc. Rồi ấn. Đó. Ví dụ số 8, 8 đi. 1 giờ 40 đi. Em chỉnh là 1 giờ 40 là nó sẽ báo, nó ấn vô. Đó rồi. Con này dây hiện tại em đang mà 19. Anh em nào tay to thì em còn hai mắt nữa nha. Hai mắt nữa là hành 21 luôn. Nó dự trù vậy thôi. Đây một em đồng hồ Casio nè. Size của nó là 41 nha, pin năng lượng. Sản xuất tại Thái Lan nha, 608 bao ship luôn. Đó. Lịch vạn niên mật hai lồng nha. Dạ quang học trò rất là sáng. 608 luôn nha. 608 bao ship. Lịch vạn niên không phần cần phải chỉnh lịch nha, dây hết đúc, dây tay 18 nữa nha. Rồi. Con này thì 508 rồi cả nhà. Casio Lite A luôn. Con kia Overland nha, con này Lite A cũng, con này sản xuất tại Nhật luôn, cũng là pin năng lượng. Mặt hai lồng nha. Đo chéo cho công bằng là size 40. Đo ngang là 41.5. Đó, chất liệu là titanium, mặt mở gà nha. Và dạ quang của nó nè. Nó có số 12 La Mã nha. Cũng là lịch vạn niên luôn. Em bán con này là 508 luôn nha. 508 bao ship. Dây con này như cũng 18 luôn. 18 nha. Rồi. Đây em có hai con đồng hồ nè, có báo thức nữa nè, thấy chưa? Ok chưa? Máy Seiko thì đây hai con này mới về. Đồng hồ Seiko Automatic nha, mặt xanh lá và xanh dương. Size của nó 42, con hai con này là kính sapphire dây thép đúc nha. Vẫn bán giá cũ với nhà luôn, không lên giá, 268 nha. Size 42. Hàng new bảo hành cho cái nhà 1 năm luôn, niềng xoay nè. Đó, kính sapphire, nấm cổ chai, có tay và có hacking stop luôn, dạ quang thì cực kỳ sáng nha. Lên có tay mình kéo dặn nấm ra, nấm cổ chai mà đáy xoáy nha. Đó, một con xanh lá, một con xanh dương, dây thép đúc đời mi, nó bảo hành 1 năm luôn, 268 nha. Máy Seco cả nhà không thích thì cứ ra thợ hỏi cho chắc. Đó. Máy Seco NH35A 24 chân kính nha, dây cực dài luôn, dây thép đúc hai khóa, khóa bấm lâu lâu mới có nha cả nhà. Rồi. Rồi em lên tiếp cho cả nhà một con độc lạ nè. Đây con này của Pháp nha, mất của Pháp, niền xoay nha, niền xoay hai chiều, giá con này cực yêu luôn, 1.080.000 bao ship nha. Chạy cơ chế là 4 kim. Đó, con này là giống như là máy của nó là máy Citizen cả nhà, máy Citizen. Đó, chạy cơ chế 4 kim lịch thượng. Cái kim này là kim múi giờ thứ hai hoặc là kim 24 giờ nha. Làm rút ra một nấc giúp em nè. Đó mình chỉnh là chỉnh ngày nè. Không, dặn xuống là cái kim này nó chạy, giống như mình chỉnh một cái múi giờ thứ hai, dặn lên là ngày nha. Đó. Còn nè, mình
mình dặn kim hai kim này thì kim đỏ cũng chạy nè, thấy chưa? Đó, bây giờ mình chỉnh đúng giờ đi, ví dụ bây giờ là 2 giờ đi. Rồi. 2 giờ thì em sẽ chỉnh nó thành 14 giờ. Ok không? Đó. Của Pháp nha. Đằng sau là đáy xoáy. Lịch thượng. Niềng xoay hai chiều, dây dài luôn. Dây 19 luôn nha. Đó, con này lâu lâu mới có nha, cổ Pháp nha. Để coi dạ quang coi sao. Dạ quang nè. Có 15 và 45 luôn. Rồi, em qua con khác nha. Có 1 triệu 080 ngàn bao ship rồi, lên một con đồng hồ cực phẩm nha. Zeppelin hàng của Đức, máy thủy size 42. Chạy cơ chế là 5 kim, có hai kim nhỏ nè. Đó, có hai kim nhỏ nha. Là cái múi giờ thứ hai đó cả nhà. Con này được sản xuất tại tại Đức luôn, dây hả? Dây của Đức luôn. Đó, mã con này là 2 triệu 480 ngàn con này. Lịch thượng nha, Zeppelin. Cả nhà cứ lên Google giùm em cái cộng tốc này. Đó. Hai nấm mình có thể chỉnh, là mình chỉnh tới thì nó chạy tới nè, còn không muốn chỉnh riêng thì nó nấm dưới nè. Rồi kim mắt ngỗng, dây khóa nguyên riêng. Rồi em qua con khác nha. Rồi em lên tiếp chỗ nhà một con đồng hồ Seiko Bunsa nha. Seiko Bunsa thì con này nó chạy cơ chế là 1 2 6 kim nha, hai cốt nè, kim dây nè, kim dây rốn. Bên đây kim 9 giờ chỉ thứ, kim này chỉ ngày, kim này chỉ đêm nha. Kim chỉ đêm là hai đầu luôn. Sai con này còn nguyên tem đáy nha, dây khóa rồi nguyên riêng. Đó, rất là đẹp. Phơ mỏng luôn đó nha. Mỏng luôn nha. Kính giống như tràng viền, size 43.3 nè. Càng chỉ có 50. Đó, tay 16 là thoải mái nha. Có 1 triệu 080 ngàn bao ship nữa nha. Cực đẹp luôn, của Seiko nha. Rồi nhắc đến con Pháp thì em còn con này nha. Ủa, giờ vẫn còn chạy luôn nè cả nhà. Hôm qua quay nhanh thôi giờ vẫn còn chạy nè. Seiko. Con này là mút của Pháp. Máy Citizen 21 chân kính size 40 nha. Nấm cổ chai. Đằng sau lộ máy, đáy xoáy. Đó, 1 triệu 480 ngàn bao ship nha. Mút của Pháp nha. Máy Citizen. Đó, niềng xoay nè. Đó, lịch có kính lúp nha. Rồi. Đây, em còn một con đồng hồ Thủy Rep Tiger. Pin Thủy, hãng của Đức, Rep Tiger nha. Size 43, kính cầu lòi kim trôi, lộ máy, lịch cười. Có hai bánh xe quay nè, xoay 24 với 24 luôn. Còn đây bánh xe 24 giờ nha. Con này em sale 278 nha. 278 đây. Dây da ngựa nhớ nha, dây khóa bướm, dây da của con ngựa nha. Đó thì con cũ, con này là hàng lướt, hàng cũ em bán là 278 nha. Hàng mới em có luôn 315 nha. Cũng là dây da ngựa mà dây nâu. Dây Sawit nha. Sawit Thụy Sĩ nha. Đó. Kính cầu lòi. 315 luôn. Kim trôi, lộ máy, lịch cười, kính cầu lòi, kính dày nha cả nhà. Đó. Rồi, em lên tiếp một con siêu phẩm nè cả nhà, Michael Kors nha. Hàng của Mỹ mới 100% luôn, lần trước em về con màu xanh nha. Này em về con mặt trắng. Đó. Thì vẫn giá cũ là 158 nha, size 43 cả nhà. Hàng new chưa qua sử dụng nha. Khóa bấm 6 kim, lịch lọc, cọc số La Mã nha. Em bán là 1 triệu 580 ngàn bao ship nha. Đó, hàng new, bao chính hãng luôn. À, kiểu dáng nè, cực xịn luôn nha. Rồi, thôi em lên như đây thôi. Em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.